Hey, I see an AI world running into the lobby for Mr. Nó nói rất nhiều luôn. Cái đầu tiên mình nhận ra trong cái tựa game này đó là các bạn phải có một vốn tiếng Anh cực kỳ tốt thì mới có thể hiểu được nó nói cái đấy gì, thì mới hiểu. Nói cực kỳ nhiều luôn. Ok, kỹ năng tab trong cái tựa game CSGO cũng như là PUBG mình đang áp dụng ra triệt để có thể thua đi những đoạn nói hội thoại này xem nó có gì hấp dẫn. Theo mình tìm hiểu sơ qua thì đây là một game kinh dị gắn mác một cái hình ảnh dễ thương bên ngoài, cho nên các thanh niên nào có thể chơi thì hãy cẩn thận nhé. Đỏ mặt đỏ mũi các kiểu, tạo tư thế các kiểu, một hình ảnh có thể nói đặc trưng trong cái lối vẽ tranh của mấy thanh niên manga Nhật Bản, mangaka. Nói rất nhiều luôn, nói cực kỳ nhiều luôn, toàn là tiếng Anh thôi. Hiện tại thì mình theo mình tìm hiểu thì Việt Nam mình đang có một dự án, đó là một nhóm nào đó đang có dự án, đó là họ sẽ Việt hóa cái tựa game này. Sắp tới mình sẽ cập nhật cái bản Việt hóa vào cái video này luôn, cho nên các bạn cứ theo dõi cái video này nếu các bạn muốn một bản Việt hóa của tựa game này nhé. Còn mình bắt đầu thấy nhàm chán rồi đấy. Bắn CSGO và kỹ năng bắn PUBG của mình có lẽ cũng đã đến giới hạn với tựa game này rồi. Click liên tục. Ok, fine. Một tựa game nhảm lìn.